Sáng sớm rồi, thức dậy đi hai ông nội. Mày thức dậy, ơi, mày thức dậy nè. Gì không biết đi chơi bạc nhúng, đi chơi bạc nhúng nè. Ôi, đi chơi bạc nhúng chỉ chỗ xa xôi. Giờ đây có cái giường nè, nhúng cũng được chạy. Ngày hôm qua mày đề xuất hôm nay đi bạc nhúng, dạ, mà bây giờ mày nói chuyện kiểu này là sao chứ? Tại hôm qua tao hứng, tao mới rủ mày đi. Bữa nay hết hứng rồi. Tối kia không dưới ngủ được vậy? À, nói tới đây mình mới chia sẻ cho các bạn nè. Hôm qua ba anh em mình lên Sài Gòn hơi muộn, ghé đây khách sạn ta mướn hết phòng, còn có cái phòng đơn một giường thôi. Hai đại ca này dành ngủ trên giường, mình phải mượn bà chủ thêm một cái tấm điểm đó để ngủ rồi. Có cái gối ngủ là được rồi, ở đó còn đòi hỏi gì nữa? Nhìn cái gối nè. Gì vậy mày? Khỏi cần gối nữa. Gặp tao á, trời lạnh có cái mền đắp ngủ là được kìa. Cái này mền hả? Chứ vậy. Cái này khăn tắm mà. Ơi, vậy cũng được nha tại. Được hết trơn, lạnh lấy khăn làm mền luôn vậy hả? Rồi, vậy là bữa nay mình quyết định theo lịch trình là dẫn đi quay chỗ bạn nhúng đúng không? Đúng rồi, giờ tao vô tao đánh gần trước người ta. Cái gì nữa? Tao đánh gần trước rồi, chút xíu tao mày. Rồi vậy tao vô đánh gần luôn. Rồi, đóng cửa luôn. One hour later. Ba anh em chạy cực khổ tới đây nó đóng cửa luôn trời. Thấy chưa? Rồi sáng lúc tao đang ngủ thì một hai kêu tao dậy cho bằng được. Rồi bây giờ nó đóng cửa luôn rồi kìa. Rồi thí dụ nó mở cửa mày có chơi không? Có sao không mày? Hay, cái tính này kỳ lắm nha. Mở cửa vô chơi vui á thì cười khắc khắc. Giờ đóng cửa quay sang trách mình các bạn. Giờ đóng cửa rồi đó. Qua đầm sen quay luôn hả gì? Đầm sen để đầm sen cho đi. Mình thực hiện riêng một cái video đi. Còn bây giờ á mấy cái thể loại trò chơi nè. Sài Gòn này đầy. Giờ chỗ này đóng cửa, mình đi chỗ khác có gì đâu căng. Wow, chỗ này rộng bự chứ gì Vinh. Trời ơi, trời quá chừng nào mày. Quá rộng luôn nè mọi người. Đâu mà nhảy thử coi. Đâu. Tao cũng êm quá nè chứ hả? Sao mà mày nói vậy? Đây nhún nhảy vậy thôi hả? Ở trên mạng tao thấy dễ quá mà sao ra đây nhảy không có được gì hết trơn ta. Nhảy mới mấy cái muốn chặt chân luôn á. Rồi. À, mày đừng khỉ nữa. Đó kìa đây chính là người hướng dẫn nha mọi người. Đó, bây giờ em hướng dẫn cái cách chơi trò này như thế nào nè. Cách em chơi trò này. Ừ, đúng rồi. Ok, vậy ai sẽ là người chơi nè? À, Chí vào trước đi. Hả? Rồi, ok. Mới vô mà. Em cẩn thận nha, đây là vua phá hoại đó. Rồi, mình sẽ dò coi cái độ nhúng của cái bạn này nó phải bao nhiêu. Ờ, đúng rồi. Mình sẽ nhấn nó xuống. À. Đúng rồi. Sau đó, mình sẽ dùng gót. Rồi. Chơi trò này thấy chứ đốt nhiều năng lượng lắm nha mọi người. Thôi. Được rồi em ơi, được rồi. Coi chừng á. Rồi bây giờ á em có thể có những cái skill gì á em có thể biểu diễn cho mọi người xem không? Skill thì từ thấp đến cao. Ừ em cái trò chơi này nó cũng là một bộ môn thể thao đúng không? Có thi đấu này kia đàng hoàng luôn ha. Nó sẽ có thi đấu nhưng mà nó đi thi đấu theo kiểu biểu diễn. À nó tên là trampoline ạ. Trampoline. Dạ bây giờ em có thể khó dễ thì mình sẽ có những cái chiêu giống như là cơ bản là mình sẽ tiếp đất bằng mông. À tiếp đất bằng mông. Ok, sau khi tiếp đất bằng mông đó là cơ bản nhất đúng không em? Đó anh có thể gọi đó là level 1 nha. Level 1. Rồi giờ level 2 nè. Sau đó cái này là level 1 plus là level 1 cộng. À 1 cộng tiếp đất bằng mông cho mình xoay. Tiếp đất bằng mông xong rồi xoay. Đó là level 1 plus. Rồi tiếp theo là level 2 là sao nè? Tiếp theo level 2 thì nó sẽ khó hơn, mình sẽ tiếp đất bằng lưng. À em nói nghe nè, bây giờ mình chuyển cái vị trí đi lần đây nè cho nó ánh sáng. Okay. Có ánh sáng đầy đủ. Chứ lại một phần nữa là em cũng có thời gian nghỉ ngơi. À giờ mình thử nhảy coi. Ê mày cầm quay tao đi Quang. Bây giờ mày nhảy nhảy bình thường trước đi. Nhảy tới đẳng luôn. Rồi. Đây, tao làm trước cho bạn. Ở đây đi. Rồi nè. Rồi nhảy đi, chứ nhảy trước không? Rồi chứ nhảy được rồi. Tới mày coi Vinh. Ổn không? Rồi. Ổn bị kỳ với cho nổi. Nhảy mấy cái quốc sau mất chớn. Rồi giờ tới level 2 nha. Ủa mà em tên gì ta? Em tên là Giang. Giang. Em có bà chị tinh hồ gì không? Rồi được rồi, nó giản thôi. Giờ em tiếp cái level 2 đi nè. Rồi, tiếp cái level 2. Ở level 2 á thì mình nó sẽ cần luyện tập nhiều hơn. Để tiếp bài bắt cái lưng của mình. Thì nó sẽ là nhảy lên và ngã lưng xuống. Đó. Level 2 tức là biến bản bằng lưng. Level 2 khó hơn nhiều luôn á. Khó nha mọi người, nó rất là khó. Nó đòi hỏi mình tập ít nhất cũng phải là một ngày. Ít nhất nếu mà người ta
cỡ một chí chắc một tháng luôn á. Nếu mà người nào kiểu giống như là nhanh, giống như là dễ cổ cao thì level 3 thì có update level 3 luôn, có update nữa. Ok, nhiều vòng luôn, giữ luôn, có nghĩa bên đây rồi giữ luôn á nha. Ở đây mình không có dễ để mà nhìn được cái mấy cái này đâu nha các bạn. Rồi chứ nữa rồi. Wow. Rồi. Wow. Em có nhiều chưa? Rồi sáng nay giới thiệu luôn. Đi lại gần đó, chỗ bóng đó. Có trả lời hay là trả lời không được. Bây giờ là Chí nè, Chí cơ bản nè, Chí cho Chí tập thử level 3 coi. Bây giờ level 3 nha các bạn. Bây giờ cho Chí tập level 1 2 thôi mày ơi. Tập level 3 chút mình khiêng nó về mất công nữa. Level 1 thôi chứ. Level 1 là chả bằng đích đúng không? Đúng rồi. Bằng mông. Sorry. Thử ra. Ngồi vậy. Rồi được. Tới mày kìa. Mày thử đi. Có những cái quy tắc an toàn giống như khi mà mình tiếp bạc như thế nào á thì mình cũng phải bảo vệ cái phần phòng sống của mình. Đúng rồi. Mọi người nhớ lại tiếp bạc như thế nào. Để hai cái tay ở dưới đây hết á. An toàn. Vậy là cỡ như Chí nhảy nãy là ngồi xe lăn luôn á. Bất kỳ môn thể thao nào thì an toàn vẫn là quan trọng hết. Để tay dài đúng không? Rồi. Rồi, ổn rồi. Cảm ơn em đã chỉ dẫn tụi anh. Bây giờ thời gian này để tụi anh sẽ tự mình hẹn. Đúng rồi, khi nào thắc mắc cái gì đó sẽ chờ em tới tiếp. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn em nhiều nè. A few moments later. Nãy giờ hai anh em luyện tập được tới đâu rồi? Tao học được cái skill này đỉnh lắm nè. Vô coi tao tập một cái rồi học theo nè mày. Mày biểu diễn cho tao với các bạn xem luôn. Nhìn đi. Chịu vậy? Nhìn đi. Trời ơi. Ra đây. Tài. Gì ghê vậy mày? Điều chứng vậy? Trời ơi, phèo cái cuối rồi. Quá gà luôn Chí ơi. Gì ngoài cái đẹp trai chứ. Quá gà. Để tao thể hiện. Lại đây mà thể hiện đi Chí. Đây. Chí thể hiện nè. Cho các bạn xem nè. Vô Chí. Chí này nó lùn chứ nó khéo lắm nha các bạn. Wow. Quá đỉnh Chí ơi. Ở đây ai hay hơn tao? Đúng. Này là dữ rồi đó. Gì vậy? Tao tức với mày luôn Chí. Xử luôn Chí ơi. Làm mày mất mặt với fan rồi. Anh trai. Dạ. Có thể nghe làm đệ tử không? Hả? Nó hẹn dưới nhục này. Nó hay quá các bạn ơi. Được. Là nhận em hả? Nhận anh làm đệ tử. Đã quá. Thôi nhận em làm đệ tử luôn đi anh trai. Hả? Được. Hay quá nghe mày. Thấy mày ở đây là đỉnh nhất luôn đó Vinh. Tao đỉnh nhất rồi. Mày thấy sao Vinh? Không treo người trên các bậc nhóm cao. Tiếp theo là không nhào lộn ngược chiều lung tung. Đã không tiếp bạc bằng cổ, không chạy nhảy, không nhào lộn liên tục trong một lần. Anh em đừng có nhảy nữa, lại đây đi, tôi chỉ cho cái này. Chơi trò này hay lắm. Rồi đi, rồi nè, các bạn thấy cái nắp ở phía sau không? Tôi đã chinh phục được hai cái nắp đó. Bây giờ thậm chí á, tôi leo lên thậm chí cần một tay luôn á, một tay quay phim cho các bạn coi nha. Gây vậy mày, được không? Rồi, chạy đi. 1, 2, 3. Đâu? Yes! Yeah! Woo! Mời hai đứa bay. Wow! Rồi tới Quang.
ơi. Ok mày. Thi leo núi bắt đầu nha. Vô nè. Đấy, để coi thư coi anh Chí hay làm quan leo lên tới đỉnh trước đây. Coi coi. Lẹ nó, lẹ lên quan. Chân mày dài hơn nó mà mày leo thua nó nữa. Đấy. Rồi. Lẹ lên anh Chí ơi. Lẹ lên nè. Cho nào quá mới được. Ừ. Quang thương yêu quá. Có dây bảo hộ mà lo gì cũng biết nữa à. Anh mẻ lên cây. Anh nói đem cái bên trái đi nha. Cộng dây của mày bị xéo rồi kìa Quang ơi. Leo hướng về phía bên tay trái một chút Quang ơi. Đúng rồi. Cái gì? Hết nổi hả? Gắn lên đi. Sắp tới rồi kìa. 2 hours later. Giờ mang giày vô về thôi các bạn ơi. Tính ra ngày hôm nay ba anh em mình đã có một trải nghiệm rất là tuyệt vời trong khu vui chơi Chamarana luôn nha. Cũng may là cái chi nhánh bên đây người ta có mở cửa, cho nên tụi mình mới có một cái trải nghiệm thú vị vậy á. Hồi sáng sớm ba anh em mình tới đây nè, sung sức lắm. Vô trong này leo núi vài lần, nhún nhảy vài cái giờ tay chân á run rẩy hết trơn luôn rồi nè. Các bạn xem video á thấy tụi mình nhảy trên tấm bạc khỏe lắm đúng không? Nhưng mà khi vô chơi đi rồi mới biết mình mới nhún có vài cái thôi. Bước ra cái chân mỏi muốn chết luôn á. Anh thật đó. Với lại á, các bạn khi chơi mấy trò chơi này á, đừng có ăn nhiều quá nghe. Ôi dễ bị ôi lắm á. Với lại ở trong này á, có rất là nhiều trò chơi khác nhau. Mỗi trò chơi có mức độ từ dễ tới khó cho các bạn thử sức á. Nhưng mà tụi mình là dân nghiệp dư mà. Vô đây chủ yếu các bạn ơi. Chủ yếu là để quay phim thôi. Cho nên đâu có trò nào tới nơi để mấy cái trò trong này đòi hỏi sức bền mà còn phải có sự khéo léo nữa. Bây giờ cái gì? Chiều nay cái lịch trình của tụi mình là đi đâu chơi nữa vậy? Bây giờ gần 6 giờ tối rồi, về nhà tắm rửa tối đi ăn. Rồi thôi, hợp lý. Thôi, chị dọn đồ đi. Bỏ can rồi chứ ơi. Chị tính làm cái kem sao chị Thảo? Chị sẽ làm cây kem 7 màu. Đầu tiên là lấy màu đen trước. Chị vẽ đi. Từ từ. Wow. Vẻ đẹp quá chị Thảo ơi. Em đợi đây, chỉ có mấy con gà mới dùng sạn thôi. Nhìn chị nè. Cái này là cây kem 7 màu hay là cây kem sô-cô-la vậy chị Thảo? Không sao, khác cái này mà là cái khác, có sao đâu. Đúng rồi đó các bạn ơi. Lần đầu tiên làm nó có nắm được nhiệt độ của nó. Khác rồi thì mình làm lại. Hãy ăn thử ơi. Ngon quá chị Thảo. Chị làm lại cái khác cho. Anh Ngâu, em thấy hai đội kia dễ đẹp quá trời luôn kìa. Nhưng mà cây kem Di Thảo bị khét mất tiêu rồi. Đó là dấu hiệu của những con gà làm đậu biết.